quý vị, Ngân hàng Nhà nước cho biết tới đây, tổ chức phát hành thẻ sẽ quyết định miễn giảm lãi suất, phí, giữ nguyên nhóm nợ cho dư nợ vay qua thẻ tín dụng đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đây là nội dung mới được bổ sung trong dự thảo thông tư sửa đổi thông tư 19 về thẻ ngân hàng vừa được Ngân hàng Nhà nước đưa ra lấy ý kiến góp ý. Cụ thể, tại dự thảo thông tư, tổ chức phát hành thẻ quyết định miễn giảm lãi suất phí giữ nguyên nhóm nợ đối với số dư nợ phát sinh từ hoạt động phát hành thẻ tín dụng đến hạn phải trả tiền gốc lãi của khách hàng bị giảm thu nhập do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, cùng cả dịch COVID-19, các sự kiện bất khả kháng. Để đảm bảo giám sát chặt chẽ an toàn, phòng ngừa ngăn chặn việc lợi dụng miễn giảm lãi suất cho vay không bị trục lợi, phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng, ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ ban hành quy định nội bộ để thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống. Trong đó, quy định cụ thể về tiêu chí xác định số dư nợ của khách hàng thuộc vùng bị thiên tai, dịch bệnh, vùng xảy ra các sự kiện bất khả kháng do Thủ tướng hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương công bố bằng văn bản đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng sau khi được miễn giảm lãi phí giữ nguyên nhóm nợ theo dõi kiểm tra kiểm soát giám sát đối với việc miễn giảm lãi phí và số dư nợ được miễn giảm lãi